Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Trước đây, trong bài review về series Avatar Sentai Dawn Brothers, chúng mình có để lại đánh giá rằng phần kết của bộ phim chưa thực sự trọn vẹn khi để Taro bị mất trí nhớ, không thể cùng đồng hành sát cánh với cả đội sau bao thăng trầm. Tập phim Team Up Avatar Sentai Dawn Brothers vs. Zenkaiser đã đem tới một cái kết có phần trọn vẹn và viên mãn hơn cho nhóm Dawn Brothers, cũng như mở rộng thêm đôi nét về hành trình của nhóm Zenkaiser. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu và đánh giá tập Team Up này nhé! Đầu tiên, vẫn như thường lệ, sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh tập phim này. Avatar Sentai Dawn Brothers vs. Zenkaiser như tiêu đề là tập phim Team Up giữa hai chiến đội là Avatar Sentai Dawn Brothers và Kikai Sentai Zenkaiser. Là tập Team Up thứ 29 trong chuỗi movie Team Up của Super Sentai, có thời lượng 59 phút, được chiếu tại các cụm rạp Nhật Bản vào ngày 3 tháng 5 năm 2023, phát hành Blu-ray DVD vào ngày 27 tháng 9 năm 2023 do Toshiki Inoue, biên kịch chính của Dawn Brothers, và Junko Komura, biên kịch chính của Zenkaiser viết kịch bản, Katsuya Watanabe làm đạo diễn. Giờ chúng ta cùng nhau đánh giá cốt truyện của tập phim này nhé. Phim được chia ra làm 3 mạch rõ rệt, cùng tuyến phim của Zenkaiser, tuyến phim của Dawn Brothers và phần nội dung Team Up giữa hai chiến đội. Đầu tiên, về tuyến phim của Zenkaiser, vẫn nối tiếp hành trình của nhóm Zenkaiser sau những sự kiện diễn ra trong TV series và phần Team Up Zenkaiser vs. Kirameiser vs. Senpaiser. Thời điểm này, nhóm Kaito trở lại Zenkaitopia và phát hiện sự thật động trời về việc cả thế giới đã bị nghiện Kashiwamochi. Không chỉ vậy, hiện Zenkaitopia đang nằm dưới ách thống trị của Kashiwamochi King. Không ai khác lại chính là nhóm anh em giới tặc nhà Gold Seeker. Cơn nghiện Kashiwamochi đã khiến anh em họ biến chất, trở thành những kẻ độc tài, thống trị thế giới bằng quyền lực và sức mạnh, ép người dân phải tự tay làm Kashiwamochi và cống nạp cho họ thưởng thức. Xảy ra cớ sự này là bởi một tên Kashiwamochi World, tàn dư của đội quân thế giới trong Zenkaiser vs. Kirameiser vs. Senpaiser. Hắn đã tác động khiến cho tất cả mọi người bị nghiện Kashiwamochi. Chỉ khác là lần này, đến cả anh em nhà Gold Seeker cũng bị thao túng. Trong tập phim này, nhóm Kaito phải tìm cách lật đổ ách thống trị độc tài của anh em nhà Gold Seeker, đồng thời tìm cách tiêu diệt Kashiwamochi World để biến mọi người trở về lại như cũ. Để nhận xét, có thể nói tuyến truyện của Zenkaiser hoàn toàn nhẹ nhàng và đơn giản. Nếu chỉ xét riêng tuyến truyện này thì nó cho ta cảm giác đây chỉ là một tập spin-off giải trí thông thường, hoàn toàn không giống một hậu truyện sau một năm của cả nhóm. Các thành viên vẫn giữ nguyên cái chất vốn có của họ. Cách giải quyết tình huống hoàn toàn đơn giản, vẫn mang đúng phong cách vui tươi của nhóm Zenkaiser. Tuyến phản diện không phải kẻ nguy hiểm khó giải quyết, nhưng cũng không hề dễ nuốt khi mà lần này kẻ cản trở lại chính là đồng đội của nhóm Zenkaiser. Tuyến phim mang đến cho ta bài học sâu sắc rằng đừng bao giờ nghiện, bởi khi bạn nghiện, bạn sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình. Tiệu chung lại, tuyến phim của Zenkaiser là một khởi đầu nhẹ nhàng, đầy sự trong sáng và tích cực, trước khi vào phần nội dung có phần căng thẳng hơn của nhóm Dawn Brothers. Tiếp theo, về tuyến phim của Dawn Brothers, phim lấy bối cảnh một năm sau những sự kiện diễn ra trong TV series. Đội hình Dawn Brothers vắng bóng Taro. Momo Tanijiro hiện trở thành thủ lĩnh mới của cả đội. Trong một lần đi giao hàng, Momo Taro đã nhận được thông tin triệu tập trở lại của Master Kaito để ứng cứu cho nhóm Dawn Brothers trước tình thế nguy cấp sắp ập tới. Hội ngộ các thành viên cũ, ai nấy đều đã thay đổi ít nhiều. Họ sống cuộc sống sung túc, viên mãn và đủ đầy hơn dưới sự tài trợ của Momo Tanijiro. Song đồng thời, guồng quay cuộc sống cũng khiến họ dần ngán ngẩm việc chiến đấu dưới tư cách của một Dawn Brothers. Rồi điều gì đến cũng phải đến, bốn thành viên Dawn Brothers từ bỏ thân phận chiến binh của mình. Ngay lúc đó, Minoru Ono, sau không biết bao nhiêu lần thất bại trước Dawn Brothers, đã lãnh hội hình dạng Hitotsuki mạnh nhất, Kikaiki, và tấn công nhóm Dawn Brothers. Taro, vì bảo vệ cho những người đồng đội của mình, đã không may tử trận. Nhóm Dawn Brothers đang đứng trước mối nguy lớn hơn bao giờ hết khi hoàn toàn bị Kikaiki áp đảo, không thể tìm thấy cơ hội chiến thắng. Nhìn chung, tuyến phim của Dawn Brothers trong movie Team Up này vẫn giữ được khá trọn vẹn tinh thần của TV series gốc, vẫn xoay quanh một ngày bình thường của nhóm chiến đội ở thời điểm một năm sau khi vào bóng Taro. Cách mà từng thành viên trong nhóm thay đổi, cũng như cách mà nhóm Dawn Brothers trở nên suy yếu, thiếu tinh thần gắn kết và tương tác, phần nào khắc họa được rõ nét tầm quan trọng của Momoi Taro, nhưng chất keo kết dính không thể thay thế của cả đội. Đồng thời cũng phản ánh cái nhìn chân thực về cuộc sống,
mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần nhân vật. Việc Taro quay trở lại, cũng như hy sinh khi bảo vệ cho đồng đội, đã trở thành một cái cớ phù hợp để thúc đẩy cao trào cho bộ phim, cũng như một lần nữa đưa các thành viên trở lại sát cánh chiến đấu cùng nhau vì một mục tiêu chung. Cá nhân mình đánh giá phần cốt truyện của tuyến phim Do Brothers được triển khai khá ổn, tình tiết phim diễn tiến mượt mà, cài cắm nút thắt, cao trào tương đối hợp lý. Tuy không quá kỳ vọng vào nội dung của tập team up này, nhưng mình cảm thấy hài lòng với những gì nhận lại được sau khi xem phim. Một cái kết viên mãn và trọn vẹn hơn dành cho nhóm Doom Brothers. Xong, có một chi tiết nho nhỏ là mình khá khó chịu khi xem tuyến phim của Doom Brothers cũng như phần nội dung team up giữa hai đội. Đó là câu thoại Orekoso Only One bị các nhân vật trong phim nhai đi nhai lại quá nhiều. Không rõ dụng ý của việc này là gì, nhưng thực sự nó rất thiếu tự nhiên, tạo cảm giác gượng gạo, lấn cấn cho người xem. Phần nội dung team up giữa hai nhóm chiến đội thì không có quá nhiều điều đáng để nói. Kashiwamochi World và Kikaiki sau khi đứng trước tình thế bại trận đã liên thủ sức mạnh lại với nhau và ít nhiều gây khó dễ cho cả Zenkaiser và Doom Brothers. Trong tình thế hiểm nguy, Master Kaito kịp thời ứng cứu, thúc đẩy tinh thần cho cả hai nhóm chiến đội để họ vùng lên đối đầu chống lại thế lực phản diện. Nhìn chung, vẫn là mô típ truyền thống trong các tập phim team up giữa các chiến đội Super Sentai. Và cũng không hổ danh là hai chiến đội có sự phá cách nhất lịch sử Sentai. Màn roll call của cả hai đội mang lại một sự đáng nhớ, pha trộn đúng chất của Zenkaiser là 7749 kiểu roll call có 102, và chất của Doom Brothers là roll call có cũng được, mà không có thì cũng chả sao. Đây cũng là lần đầu tiên mà Zenkaiser tham gia roll call với tư cách thành viên của Zenkaiser, chứ không phải roll call riêng như mọi lần. Tiếp theo, chúng mình sẽ đánh giá về phần nhân vật của bộ phim. Về tuyến nhân vật của Zenkaiser, về cơ bản, đó là một cái ghế, vì không có gì phải bàn. Một năm trôi qua, bọn họ vẫn như vậy, luôn vui tươi và sống tích cực, thể hiện đúng chất riêng của chính họ. Zox Goldseeker vẫn thể hiện bản thân là một nhân vật khó nhằn, khó đối phó khi mà lần này anh đứng về phe đối lập, bảo vệ Kashiwamochi World và chống lại Zenkaiser, nhằm giữ vững đế chế Kashiwamochi của mình. Bên cạnh đó, mình dành lời khen nhiều nhất cho nhân vật Stacy. Lần này, anh đóng vai trò là một supporter đáng tin cậy, đồng thời là một cố vấn chiến lược giúp nhóm Zenkaiser vừa tập hợp lực lượng khởi nghĩa chống lại ách thống trị của vua Kashiwamochi, vừa có kế hoạch để chia tách Zox ra khỏi Kashiwamochi World. Về phản diện là Kashiwamochi World thì cũng không có gì để nói, vì đây cũng chỉ là bản sao của con Kashiwamochi World cũ, với cách hành động và lối suy nghĩ y chang nhau. Nó là tàn dư của đội quân thế giới trong movie Team Up trước đó, cho thấy sự tác trách của nhóm đàn anh Senpai chờ khi họ chưa dọn sạch triệt để vấn đề giúp đàn em mà đã phủi tay bỏ đi rồi để lại rắc rối cho Zenkaitopia. Về phần Doom Brothers, đầu tiên vẫn là nhân vật trung tâm Momotaro. Vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, khu ngầu, hiểu chuyện như trong TV series. Taro luôn xuất hiện ứng cứu cho những người đồng đội của mình trong tình thế ngặt nghèo nhất và luôn là chất keo kết dính cần thiết của nhóm Doom Brothers. Taro vẫn như vậy, một người quản giao, gắn bó với đồng đội bằng chữ duyên, cường nhu đúng lúc, luôn đề cao và tôn trọng nguyện vọng riêng của từng thành viên. Dưới sự lãnh đạo của Taro, Doom Brothers trở thành niềm vui, niềm tự hào đối với mỗi cá nhân. Họ tự nguyện kề vai sát cánh cùng Taro để bảo vệ thế giới, chứ không bị trói buộc bởi những trách nhiệm mang tính khiên cưỡng. Xong, ở tập phim này, việc Taro quá dễ dàng bị bại trận và mất mạng trước Kikaiki khiến mình có đôi chút băn khoăn rằng có phải cậu cố tình thua trận để thúc đẩy những người đồng đội của mình sát cánh cùng nhau một lần nữa hay không? Khi Taro thậm chí còn chưa sử dụng tới sức mạnh ao trình của mình là con gà cúng Omikoshi Phoenix. Cũng có nhiều nhận định vui cho rằng Taro khi chơi solo sẽ không thể bộc lộ hết 100% sức mạnh. Thực lực của Taro chỉ hoàn toàn bộc phát khi anh còng lưng gánh những người đồng đội của mình trong quá trình chiến đấu mà thôi. Tuy nhiên, đây có thể xem là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên Taro thực sự ao meta. Đối với 4 thành viên khác, tuyến phim lần này mô tả cuộc sống thay đổi của họ sau 1 năm. Haruka giờ đây là một bestseller mangaka sau sự thành công của bộ manga Avatar Sentai Doom Brothers. Cô bé ăn chơi đàn đúm nhiều hơn, ít chăm chỉ hơn lúc trước và bắt đầu phủi tay cho trợ lý làm thay mình. Trường hợp này của cô giống với một mangaka trong Kamen Rider Zero One khi ông ta cũng trở nên dựa hơi vào AI mà quên đi mất cảm giác nỗ lực để cho ra sản phẩm tâm huyết. Saruhara mở lớp dạy thêm bằng tiền của Jiro. Cậu dần mất đi cảm hứng sáng tác thơ haiku của mình. Tsuyoshi thì trở thành sếp lớn, còn sếp của anh lại trở thành nhân viên dưới quyền, như cách anh Ray chiếm quyền admin RTK của Kaitoki vậy.
Tsuyoshi bận rộn hơn với việc ở công ty và tập trung nhiều hơn để chăm lo cho gia đình mới của mình. Tsubasa và Sononi mở một cửa hàng bánh ngọt bằng tiền của Jiro. Cửa hàng của cậu cũng khá ăn nên làm ra. Tuy nhiên, cậu lựa chọn con đường làm đầu bếp chỉ để kiếm sống, chứ không phải là vì đam mê. Có thể thấy, cả bốn người bọn họ đều đã mất đi niềm vui và lý do để tiếp tục làm Dome Brothers. Giờ đây, bọn họ chỉ muốn tập trung vào cuộc sống riêng và bươn chải kiếm thêm thu nhập. Cũng có thể hiểu phần nào lý do họ trở nên như vậy. Chúng ta dành cả tuổi thơ để mong mình lớn lên và mất cả cuộc đời để mong mình bé lại. Càng trưởng thành, chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật nhiều khó khăn, mệt mỏi, xô bồ, bon chen phức tạp với những lo toan, tính toán chạy theo chuyện cơm áo gạo tiền, chức quyền và địa vị. Đâu đó trong khoảnh khắc cuộc sống, chúng ta bỗng dưng lại đánh mất chính mình, quên mất con người chúng ta từng là, mơ ước chúng ta từng có và niềm hạnh phúc thật sự chúng ta từng cảm nhận từ những quãng thời gian khó khăn lúc đầu. Đối với nhóm 3 thành viên não nhân, ngoài Sononi khá mờ nhạt và không thể hiện được gì nhiều, thì Sonoi và Sonoza có đất diễn phù hợp và có phần thể hiện khá tốt khi luôn là những người hiểu chuyện nhất trong tình thế ngặt nghèo. Sonoza thực sự tâm huyết với nhóm Dome Brothers và luôn cố gắng thuyết phục những người còn lại giữ cho nhóm chiến đội không rơi vào hoàn cảnh tàn rã. Về phần Sonoi, anh không chấp nhận được cách điều hành nhóm quá cứng nhắc của Momotani Jiro. Mâu thuẫn giữa hai người nổ ra. Sonoi bị đánh bại và bị trục xuất khỏi đội. Sau đó, niềm yêu thích Oden đã dẫn lối cho Sonoi mở một tiệm bán Oden lề phố. Từ đó, anh coi niềm hạnh phúc và nụ cười của thực khách là lẽ sống. Trước tình cảnh Taro hy sinh, Sonoi đã tới trao lại sinh mạng vay mượn khi xưa trở về cho Taro, giúp cậu có thể hồi sinh và ứng cứu cho cả nhóm trước tình thế nguy cấp. Sonoi cũng góp công lớn trong việc ngăn chặn Jiro bóp tim lúc cậu cố gắng đánh lén Taro từ phía sau. Tất nhiên, vì đã trao trả lại sinh mạng, Sonoi đã qua đời ở cuối phim. Sự ra đi này phần nào gây tiếc nuối cho khán giả, bởi Taro và Sonoi không còn có thể đồng hành cùng nhau nữa. Song, cá nhân mình thấy đây là điều tất yếu phải xảy ra. Sonoi đã đi trọn vẹn một kiếp người. Anh hiểu được giá trị của nhân loại, về nghệ thuật vị nhân sinh, kết giao được một người bạn tri kỷ, tìm ra niềm đam mê chân chính và hoàn thiện lẽ sống của đời mình. Và sau cùng, anh ra đi trong tâm thế bình an, thanh thản nhất. Sau cùng là nhân vật để lại nhiều tranh cãi nhất trong tuyến phim của Dome Brothers, Momotani Jiro. Ở cuối TV series, cậu đã hợp nhất hai nhân cách Doragoku và Torabolt, đồng thời nhận trách nhiệm lãnh đạo nhóm Dome Brothers từ Taro. Ở phần phim này, Jiro được kế thừa lại khối tài sản từ triệu phú Kentaro Goda. Cậu dùng số tiền đó tài trợ cho những thành viên nhóm Dome Brothers, giúp họ có cuộc sống đủ đầy, sung túc, viên mãn hơn. Song, quyền lực, tiền tài ít nhiều đã tha hóa con người của Jiro. Cậu trở nên cứng nhắc, độc tài, hống hách và khó ưa hơn. Để dễ hình dung, bộ dạng ngáo quyền lực này của Jiro khá giống với khi cậu lãnh đạo đội Dragonfire ở tập 20 của TV series. Việc Taro quay trở lại phần nào khiến cho quyền lực của Jiro trở nên lung lay. Từ đó, bản tính đố kỵ của Jiro được bộc lộ ngày một rõ khi luôn muốn tìm cách hất cẳng Taro ra khỏi nhóm xuyên suốt cả bộ phim. Tất nhiên có thể hiểu, Jiro tuy đã hòa hợp hai nhân cách để trở nên tốt hơn, nhưng bản chất cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ có tính sở hữu và cái tôi cao, luôn muốn mình là tâm điểm của sự chú ý. Tuy vốn chưa từng yêu thích, ấn tượng hay kỳ vọng gì ở Jiro cả, nhưng hai câu thoại rất máu lạnh mà cậu nói ngay trong đám tang của Taro thực sự đã khiến mình ghét nhân vật này nhiều hơn đôi chút. Còn về phản diện lần này, vâng, nếu Master Kaito là MVP của phe chính diện, thì chúng ta nên trao giải MVP phản diện cho ông chú nghị lực Minoru Ono. Nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp. Cuối cùng, ông chú đã thật sự đánh bại được Taro, điều mà các Hitotsuki khác đã luôn thất bại. Ông chú tuyệt vời, ông chú là nhất, ông chú 10 điểm. Vì phần hành động của phim không có gì quá nổi bật, nên chúng ta sẽ đi thẳng tới tìm hiểu một vài thông tin bên lề xoay quanh tập phim này nhé. Được biết, Avatar Sentai Dome Brothers vs Zenkaiser là movie team-up Sentai đầu tiên có cách triển khai cốt truyện độc lập. Cách khai thác này khá giống với những movie Tyson của Kamen Rider khi khai thác lần lượt câu chuyện của từng bộ trước, sau đó mới sáp nhập hai tuyến truyện lại với nhau ở mạch cuối của tập phim. Phim chỉ làm ra duy nhất một bản đạo cụ của Dome Zenkai Blade. Do đó, khi sử dụng sức mạnh nâng cấp này, cả Dome Momotaro và Zenkaiser đa phần chỉ xuất hiện trong những cảnh quay riêng. Những cảnh cả hai người đứng chung một khung hình phải sử dụng tới kỹ thuật masking và kỳ phông xanh. Nếu như tua chậm những cảnh này, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được điều ấy.
ở cảnh cả team cùng biến hình. Hình dạng trước khi co nhỏ lại của Inu Brothers chính là suit của Domomotaro được gắp ra và đổi màu. Xong, vì biên tập không kỹ, phim đã để phần mặt thắt lưng vốn dĩ là màu đỏ cũng bị đổi màu theo và trở thành màu đen. Vậy, trên đây là những nhận xét, đánh giá của nhóm chúng mình về Avatar Sentai Dome Brothers vs Zenkaiser. Một tập phim team up không phải quá xuất sắc, nhưng cũng ít nhiều đáp ứng được những kỳ vọng của khán giả xem phim. Đặc biệt là với những người đang hóng cái kết phiên bản trả phí của nhóm Dome Brothers. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về bộ phim này? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。